Si, họ chạy ra đường chính luôn hả Si? Cái gì? Sao vậy? Trời ơi, cầm nhòi cho con. Rồi bà lên clip này bà cũng thấy chữ gì. Trời ơi, chạy đi chế bà không làm cho, không sao đâu. Chạy đi, chứ nghe lời chế. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Quả Báo. Đó, đó, các bạn thấy khẩu nghiệp của Tony giờ té rồi kìa. Hết đứng dậy nổi luôn. Đánh bà ngoại gì mà. Đó, các bạn thấy Tony đòi đánh bà ngoại gì không? Bị trời giả báo liền thấy không? Nhanh không? Không có chảo sao trên YouTube tụi bay đi kiếm chảo đi. Để em tìm cho anh Toàn. Cái này được anh Toàn. Cái chảo này chiên được chưa một cây nữa, cái chiên gì 500 cây. Ngon quá. Chào các bạn nha mấy đứa. Chào các bạn. Chào các bạn đến kênh Núi Xanh TV của tụi mình nha. Thì hôm nay trời mát quá các bạn ơi. Giáng sinh cũng gần tới rồi. Nên chế dẫn cả team đi ra cánh đồng kế cái đồng sen đó, đẹp lắm các bạn. Đó, các bạn thấy chưa, xa xa có cái đồng sen. Thì hôm nay trời rất là đẹp các bạn. Mát nữa, gió thì thôi khủng khiếp luôn các bạn ơi. Thì gần cũng tới Giáng sinh rồi. Mà không biết bây giờ phải làm cái chủ đề gì nữa mấy đứa ơi. Chào các bạn. Thì ba clip trước thì mình không có mặt nha các bạn. Tại vì các bạn biết sao không, cái việc học tập của mình á, nó rất là phát triển, nhưng mà ba muốn mình phát triển lên cao hơn nha các bạn. Rồi nhờ chú chế mà mình mới được quay nha các bạn. Tại vì ba mình cứ kêu học, tại vì sắp thi kỳ 1 rồi đó các bạn. Thì mình có lời, có những lời nhắn nhủ cho các bạn vậy thôi. Tại vì á, khóc luôn rồi quá, nó đỡ đợt quá, không có. Chứ nói cái gọi nó tâm sự luôn các bạn. Thì mình cũng giống như nó, nhưng mà mình được quay. Nhưng mà buổi tối thì mình học thì thường thường bị chửi, bị tức lắm các bạn. Còn bình thường bị tức lắm rồi, nhưng con cũng được quay đỡ hơn Thành. Thành bữa giờ bắt không có ba, không có mặt trong ba video. Sao con không quay một hai clip chơi? Rồi con chơi, đi múa lăng đúng không? Con múa lăng chơi, nhà chơi game. Nhà chơi game á, chán không? Chán con chơi, con được quay hoài chơi buồn lắm. Quay hoài, còn con? Con quay đủ clip chứ. Đủ clip chứ, nhìn mặt con trai luôn hả không? Rồi sao đi ha? Em học dở mà em đi quay vậy là quá ok rồi đó chứ. Quá tự tin các bạn. Ok, vậy là được rồi. À, bây giờ nhân chủ đề chính của chúng ta hôm nay là làm cái gì? Cái em. Ừ, rồi, chói tai quá. Vậy là mấy lần là làm cái thông thì chế thấy về video làm thông bằng những vật dụng sinh hoạt cũng đẹp lắm các bạn mấy đứa. Thì bây giờ mà mình làm chủ đề người ta đã làm hết, mình làm lại thì không có gì đó hay ha các bạn. Nhưng chú chế đã sáng tạo ra được một cây thông mà hấp dẫn lắm. Đó là cây thông làm bằng 500 cây xúc xích các bạn. Nghe ghê không? Xạo chó, xạo chó. Đó. Thì bây giờ đầu tiên là mấy con có thích ý tưởng nào không? Okay. Chúng mình sẽ tìm cái dây sắt, dây chì và làm nguyên liệu làm cây thông. Và làm 500 cây xúc xích luôn ha các bạn. Chơi đợt này Team Núi Xanh TV mình chơi lớn luôn ha các bạn. Lớn luôn các bạn ơi. Rất là nhiều ha các bạn, 500 cây rất là nhiều. Là như tiền 5 triệu của ta. Sao mà 5 triệu 5 được, triệu. Chắc cho cũng vài triệu à. Mình với con Bo đi mua sắt nha các bạn. Đi mày. Trước của con tao kìa. Mình với con Thành đi mua dây chì nha các bạn. Okay, đi thôi, đi. Đây. Đi. Đây. Mình đi mua dầu ăn nha mấy bạn. Go. Còn mình sẽ đi mua tương ớt với mayonnaise các bạn. Mình với anh Toàn đi mua xúc xích nha. Rồi đi. Đi. Thank you.
xúc xích rồi nha các bạn. Đâu xúc xích đâu? Xúc xích bảy chiếc. Đâu xúc xích nhiều quá các bạn ơi. Trời ơi xúc xích gì nặng dữ à. Quá trời nhiều đó các bạn. Quá nhiều rồi các bạn ơi. Nè 500 cây là cứng thừ luôn nha các bạn. Rồi ok. Đi hẹp quá. Mình có sắt rồi nha các bạn. Đâu sắt đâu? Ok, sắt gì bự dữ vậy? Cái này để làm cái khung sườn cây thông hả các bạn? Ok, được đó con. Mình nó có phanh như vậy rồi nha các bạn. Bây giờ mình chỉ cần là gắn vô cây thông thôi. Gắn vô cây thông và chuyển xúc xích nha bạn. Theo chân mình nào. Đi thôi. Mình nó mua dầu ăn này nha các bạn. Đâu, dầu ăn con đâu? Nặng quá chứ. Trời ơi, dầu ăn kìa. Nó khi không nổi luôn, nó ốm quá ốm rồi. Bên cái tim của hai đứa này nó ốm nhách trong nhôm mà trời. Còn bên có anh Si sao rồi, chuẩn bị chưa? Rồi, mua được 2 chai tương ớt với 2 chai. Mày cấp sừng rồi chứ. Cái này là gì á? Mayonnaise phải không? Mayonnaise, mày cấp sừng với 2 chai tương ớt. Ok. Các bạn ơi, mình bắt mua cái xúc xích cũng rồi vậy thế các bạn. Xúc xích đây hả? Xúc xích này. Xúc xích ở dưới đây nha. Rồi, mình dắt về chi luôn nha. Ok, liền xíu xong luôn cho rồi. Rồi, liền xíu xong. Mày đi cho. Tôi chừng té. Đủ xúc xích mà bạn, đủ xúc xích mà Vinh, mà sao con đến nỗi mà con phải chặt 2-3 mình làm xúc xích luôn đó bạn. Vậy là xúc xích lần này là thật con Vinh đó các bạn, làm xúc xích đó các bạn, 2-3 nó là xúc xích đó các bạn ơi. Chặt này mình sẽ chặn để tặng cho các bạn bài sầu hồng gai. Đây đây. Đây có không sầu hồng gai con trai rồi. Đến đâu khi nhìn thấy em đang quấn ai vội vàng đang nắm tay tôi nghe mẹ đã nhìn say. Later. Thì team mình đang làm nha các bạn. Anh Công đang dạy mấy đứa làm cái công nha các bạn. Giờ mô hình của chúng mình cũng đã sắp xong rồi các bạn. Bây giờ chỉ còn xí chì nữa thôi là ghim xúc xích nè các bạn. Còn bước cuối cùng nữa là xong nha các bạn. Thì chế sợ cái này nó xây nè các bạn. Nên chế dán keo lại các bạn. Để cho nó chịu tải được cây xúc xích nè các bạn. Cây xúc xích bự lắm các bạn. Đó. Anh Công đang xí cuối cùng. Các bạn ơi, team nó chơi Tony, nó lấy cái này làm bộ gà, nó úp Tony luôn nè các bạn. Lấy cái thông úp Tony luôn rồi. Tony còn vậy là vậy nói với các bạn nghe thôi rồi Tony mặt buồn các bạn ơi. Má buồn thì các bạn. Rồi anh em sẽ cứu mày à. Rồi ok. Rồi rồi nó giết rồi giật luôn rồi. Chế có gì hùng chứ chế. Đâu lấy cái thun làm gì, cái đặng nát của Thành các bạn. Cái nát chế của ông Thành các bạn. Cái nát của là cái nát của ông Thành nè các bạn. Nát của mình mới là chân thật nha các bạn. Ok, các bạn, người ta là Noel, mà đem cái nát bắn già Noel thế vậy các bạn ơi. Đem Noel. Mèo xưa mèo, cái đầu con heo. Em đi qua em vô ba, em vô ba, em mắc bệnh sida. Mấy bạn xuống đây, mấy bạn đừng, nếu em hãy trốn trong nhà đi, chừng nào mà có người yêu hãy đi ra, còn không mấy bạn ăn cơm chó rất là nhiều luôn, ăn một bụng cơm chó luôn. Chơi cho có lợn đi thùng đi chơi. Cái vụ cơm chó là ở đâu xuất hiện vậy mấy đứa? Cẩu lương á mọi người, ai cũng biết chứ. Chơi không rành vụ gì cơm chó gì, thấy dạo này mấy đứa nói nhiều. Trong team này là có người cho mình ăn cẩu lương nha các bạn, đó chính là thằng cẩu lương, thằng quỷ chó gì đủ kiểu chứ. Rồi nè. Thì quá trời gió các bạn ơi, chi xúc xích không có được nên team mình phải di chuyển vô cái căn nhà đằng trước kìa các bạn. Tôi xin người ta chỗ đó để mình chiên xúc xích nha các bạn, chứ ngoài đây quá gió rồi không thể chiên được. Mà chiên 500 cây nè, chiên tới tận ngày mai luôn các bạn. Nên team mình đang di chuyển vô trong khu đó các bạn. Mình đang làm cây thông nè các bạn, cũng rất là gần hoàn thành nè các bạn. Đây là khung sườn cây thông là rất là đẹp nha các bạn. Đó, bây giờ là Vinh và mấy đứa đang xấy dây chì này lại để cho gắn xúc xích, từ khi chiên xong mình gắn vô đây là để làm lá thông nha các bạn, rất là hấp dẫn. Mình cắt cái này để làm lá nha các bạn.
Mình cuối cùng mình cũng đã trả được cờ hù mà bỏ vụ cũng chuột nha các bạn. Vinh đi chơi các bạn ơi. Lũng đến thời gốc luôn rồi các bạn. Trời ơi, cái này mà đưa vô đích là đúng phê luôn các bạn ơi. Các bạn nhớ nhấn like và ấn nút đăng ký để cho tụi con mình được 1 vàng subscribe nha các bạn. Ok. Không có chảo sao trên YouTube, tụi bay đi kiếm chảo đi. Để em tìm cho anh Toàn. Chắc là được anh Toàn. Cái chảo này chiên được chưa một cây nữa, cái chiên gì 500 cây. Mắt này gà lắm, đến tìm cho anh Toàn. Cái này được anh Toàn. Được, im đó. Em tìm cái chảo bự nữa sao còn đánh em nữa anh Toàn. Quýnh mày, tại vì mày biết mà mày không chịu đi lấy cho bọn kia đi lấy. Mất thời gian của tao đứng đây. Thì team mình ở ngoài là coi như thua bạn quá gió rồi các bạn. Ở ngoài đây là quá gió rồi các bạn. Nên tụi mình vô tình được một cái căn nhà bỏ hoang nữa các bạn. Sao team mình bây giờ đi đâu cũng được căn nhà bỏ hoang hết trơn á các bạn. Đây là một chảo xúc xích hấp dẫn chưa. Nhớ ủng hộ kênh Núi Xanh TV nha các bạn. Thơm quá mấy đứa ơi, nứt mũi hết trơn. Các bạn ơi, ở đây chịu hết nổi rồi các bạn ơi, chế chảy nước miếng hết các bạn. Thơm nứt mũi luôn, xúc xích quá thơm các bạn ơi. Các bạn thấy tụi nó ra ngoài chơi, kệ nó đi một hồi, trong này mình ăn hết trơn luôn. Trời ơi, đám kia nó đi chơi đi. Cái khung sườn làm cây thông cũng đã xong rồi các bạn. Rồi cho mấy cái đám trẻ trâu kia nó chơi đi, nó mà vô đây là nó lùa hết xúc xích là hồi không có xúc xích làm lá không luôn nha các bạn. Trời ơi, làm hết hồn Vinh. Mở cửa với đóng cửa không chắc hồi chút xíu sập luôn căn nhà quan này luôn á Vinh. Trời ơi thôi, cục dây, nhà không cửa, nhà không có khóa. Đề nghị quý khách vô cục dây. Rồi. Chưa tèo nữa chưa. Hấp dẫn chưa? Đun dừa, đun dừa. Đây là đun dừa. Đun lá thông đó các bạn. Đun dừa lá thông bẻ thôi. Đừng có quăng vô trời, thả nhẹ. Thả nhẹ nhẹ, dân mỡ đâu ăn rồi. Hết hồn. Hôm nay trời gà. Nhảy mũi thôi. Trời ơi, Vinh mà đi quân sự là chết luôn cả tim rồi các bạn. Chưa có núp núp bằng đầu cỏ mà núp núp rồi bắt đầu cỏ nó đâm vô lỗ mũi nó, cái nó nhảy mũi, cái là cả nó ăn lựu đạn luôn. Nhớ ủng hộ kênh Núi Xanh TV lên 1.000 người đăng ký nha các bạn. Các bạn ơi, bán hoài à. Đáng đầu wow. Đi rồi. A few moments later. Đó đi giờ tin. Tốt chưa chứ? Đã, tốt, 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 tốt. Đó, tốt. Nhìn chưa chứ? Đẹp rồi con. Thì cái này đừng bóc vô phải không chứ? Có mấy cái cong này hơi tào lao nè, còn thẳng như vậy là đẹp. Tay con. Các bạn ơi, kênh của mình là Độc Lạ Núi Xanh nha các bạn. Chưa ai clip nào, chưa ai từng nào làm chưa? Chính xác rồi các bạn ơi, chưa kênh YouTube nào làm độc như mình luôn á các bạn. Kim team Núi Xanh mình luôn nha. Các bạn thấy video hay thì các bạn nhớ đăng ký kênh của mình lên 1.000 subscribe các bạn. Các bạn thấy video mà cây thông làm bằng 500 cây xúc xích đó hay á, các bạn nhớ đăng ký kênh Núi Xanh TV mình lên 1.000 subscribe để tạo động lực cho bọn mình có thêm ý tưởng mới làm cho các bạn coi nha. Chờ mấy bạn ơi, đăng ký là miễn phí các bạn ơi. Like miễn phí, đăng ký miễn phí, các bạn cứ tự tin thoải mái mà nhắn nha các bạn để ủng hộ cho bọn mình nha các bạn. Vô mở tâm sinh mất rồi. Bỏ vô lại. Đồ đồ đồ. Cái gì làm đi, hồi tao với tiền thử giùm cho. Yên tâm chút coi cho tao với Vinh thử cho. Ê, mời tao mày. Trời ơi trời, vô ăn vô mắt rồi nè trời. Cái ra ngoài chứ giùm theo mỗi lần. Tiền tiếp 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 mấy bạn ơi. Tụi nó hỏi chơi dơ là tụi nó ở dân tộc ơ dơ. Ê, dân tộc ơ dơ đúng không? Đúng rồi, chơi dơ mình nha. Có dân tộc AD, có dân tộc ơ dơ. Có dân tộc BD. Hôm nay là thứ bảy, đi thảo đi một ba. Nhạc lên là em nhảy, em sexy sexy mà ta. Đúng rồi, dân tộc có Vinh là dân tộc BD. Còn dân tộc của Việt Nam là dân tộc AD các bạn. Dân tộc hôm mong. Hôm mong. Ôi, ống tay quá các bạn ơi, làm clip cực khổ quá. Cái tay mình muốn phỏng luôn nha các bạn nè. Tay mình là siêu giàu, như giống mình, trai mình giống mày chiên nha. Còn như bình thường. Nhìn rất giả lắm các bạn. Đó các bạn ơi, cây thông của mình nè, đẹp chưa các bạn. Đó, ghê chưa. Lá bằng xúc xích nha các bạn. Cây thông này độc nhất cho nhị luôn nha. Với 500 cây xúc xích luôn nha các bạn. Đó. Vậy bạn thấy không, nó thưa vậy đó mà nó ngốn gần 500 cây á các bạn. Chứ mà nó dày nữa chắc cả ngàn cây xúc xích vô trong cây thông này luôn á. Cây thông đẹp không Tiền? Thì đẹp nhưng mà thiếu một cái chứ. Thiếu cái gì? Trái em biết cái chuông hả? Cái chuông hả?
Đó, đẹp chưa? Giống cái chuông chưa? Các bạn thấy chưa? Ok, tạm chấp nhận. Đó, tạm gì? Quá đẹp luôn rồi các bạn. Đó, đây là cái chuông của cây thông Noel xuất sắc nè các bạn. Còn thiếu nữa chế, thiếu bóng đèn. Bóng đèn hả? Bóng đèn, nãy thì chuông, bây giờ tới bóng đèn. Đúng rồi các bạn, cây thông là phải có chuông rồi thì bóng đèn này mới giống cây thông các bạn. Rồi ok, chế biết rồi. Thì bây giờ là cái chuông bây giờ nó nói tụi team mình còn nói là còn thiếu bóng đèn các bạn. Nói anh Công là làm nguyên cộng dây chuyền dài chưa? Cây okay, bóng đèn đó các bạn. Đó, cầm miệng đây là mình sáng tác ra nha. Ok. Toàn giờ anh Công mới làm cái bóng đèn quá hấp dẫn rồi các bạn ơi. Ơi, bằng cái gì vậy? Cái này bằng cái gì á? Dạ, cà chua bi, tắc, trứng cút. Ồ, quá đẹp rồi các bạn ơi, coi kìa. Đẹp chưa? Lộng lẫy, lộng lẫy. Thiếu gì nữa? Thiếu quầy âm. Thiếu ăn. Rồi, thiếu gì? Ớt chuông nè các bạn. Ớt luôn các bạn, đèn nữa ha. Nó giỡn quá trời. Có lá thông bàng hoàng các bạn, lá thông bằng xúc xích các bạn. Bóng đèn bằng tắc hạnh ớt. Cà chua bi, trứng cút đó, chắc chắn đó. Cây thông độc nhất vô nhị nha các bạn. Các bạn ơi, mình suy nghĩ vậy thôi nha, chứ mình không biết nha. Mình chắc cái cây thông này là chưa YouTuber nào từng làm luôn. Thì chính có xác. Ý tưởng một mình mới làm thôi. Okay, cả thế giới luôn nha các bạn. Ok, quá ghê. Cả thế giới quá, quá ghê. Bắt đầu là anh Công bỏ mayonnaise lên các bạn. Rất là hấp dẫn nha các bạn. Chế cũng bỏ cho luôn nha các bạn. Công bỏ cho đừng ngay. À mấy đứa con chế tương ớt không chứ? Rồi tương ớt luôn đi con, sạch luôn đi. Wow, ngon quá các bạn ơi. Mayonnaise và tương ớt quá đều trên đây nè các bạn. Quá ngon. Mayonnaise. Rồi sạch tương ớt lên đó. Cứng quá cứng rồi. Mayonnaise nó cực vậy thì thôi chúng ta mở nắp ra. Chút ra luôn con. Mở nắp ra. Bột. Ê, mày làm gì? Mày nắp qua đi. Đó dễ lắm mà. Tại vì cái này mày không chút. Mày nắp ra thôi không? Như được chứ chứ. Đi. Mày nắp mày chút luôn. Em nhiều quá, nó nhiều lắm. Từ ba. Sao rồi? Dễ lắm mày nhai đi. Ok chưa? Anh em nha. Cái này là ăn rồi no luôn rồi. Đem lại sự công bằng cho tập thể thì chúng ta phải ăn có phép tắc nha các bạn. Chứ kiểu này là chế mà kêu nó lùa cái là nó lùa hết cây thông này trong vòng 30 giây đó là hết hấp dẫn nha các bạn. Nên chứ chế phải cử từng người đại diện lên ăn nha mấy đứa. Okay, rồi. Mấy bạn nhớ đứng bìa đây nguyên hàng đây, sắp thành hai hàng đi mấy đứa. Rồi hàng trước, hàng một trước. Rồi anh tiền trước đi. Bắt đầu tiền quan rút và mời các bạn. Ui. Mời các bạn nha các bạn. Tương ớt nhiều quá mấy bạn. Ngon quá bạn ơi. Ngon quá bạn ơi. Các bạn đi. Ngon quá. Ok. Đó mà các bạn nha. Wow, ngon. Cái bóng đèn của tôi nó lấy vãi cái bóng đèn trắng của tôi rồi các bạn ơi. Tôi đi ăn ngon quá các bạn ơi. Trời ơi, tôi quay phim chảy nước miếng luôn các bạn. Ngon hôm nay. Quá ngon. Nó không có tự ăn.
Ủa coi kìa Thành rồi mấy các bạn ơi, nó cuộn kìa. Thành nó đói đâu 3 ngày nay hả các bạn. Trời ơi con Thành kìa, đã rồi nè. Trời ơi coi sướng nha. Xem cái này. Không, lấy cái bóng đèn trắng của tôi nữa rồi. Đi đừng đi quá. Mời các bạn ơi. Mời các bạn. Về đánh cây dở nha bạn, đánh chấm ít lắm. Rồi lắm. Mai vô nè ngon rồi. Dở các bạn ơi. Lấy bóng đèn trắng đi. Ui hèm quá mấy bạn ơi. Ui, chảy nước miếng hết trơn rồi mấy bạn ơi. Quá ngon rồi. Quá ăn Giang nữa, đi theo team bạn nha. Bây giờ cho Giang nó thưởng thức nha. À. Ui trời ơi. Ngon không? Ngon không? Mời các bạn. Hài hớp lắm. Thì tới mình nha mấy bạn. Giờ anh dính rồi mày. Rồi tới ai? Bây giờ tới. A few moments later. Khoan. Đó, bây giờ tiên. Từ từ, đứa nào cũng có phần. Nó tiên mình đang mổ xẻ cây thông thảm quá các bạn ơi. Đó, là bớt bóng đèn. Mổ bóng đèn luôn chứ. Ôi con ơi, trên đó tha quá. Đạp gớt xe lôi bây giờ. Khoan, để chứ làm cho các con ăn. Lăn nè. Chọn. Chúng mình chở cây thông về núi Sam rồi các bạn. Chạy cho bự giúp nó chạy. Mày đừng có đè xuống thằng. Ê Si, thôi chạy ra đường chính luôn hả Si? Gì? Sao vậy? Trời ơi cầm nhòi cho con. Rồi bà lên clip này bà cũng thấy chữ gì. Trời ơi, đạp cho người ta chạy. Rồi chạy đi chế bà đảm cho, không sao đâu. Chạy đi, chứ nghe lời chế. Rồi chạy đó chạy. Đó, đó các bạn thấy khẩu nghiệp của Tony giờ té rồi kìa. Hết đứng dậy nổi luôn. Đánh vào ngoại gì mà. Đó mà các bạn thấy Tony đòi đánh vào ngoại gì không? Bị trời giả báo liền thấy không? Nhanh không? Một thanh niên chảy trâu đòi đánh vào ngoại gì. Một thanh niên chảy trâu nước núi Sam đánh vào ngoại gì và đồng đống luôn. Trời hại à. Nguyên team luôn nè. Bảo vệ chứ xe lôi. Bảo vệ lên thật. Bảo vệ nguyên cái đầm xúc xích nhân bạn. Bảo vệ cái thông Noel bằng xúc xích. Cái thông xúc xích. Chúc chúc mẹ quý, vào đây.
tay nó đâu bạn. Bỏ lên vòm đi, kìa đưa cho anh Kha bên đây kìa. Đây cũng ngoài nè. À, cảm ơn nha. Nhiều nhiều lên chú ơi. Yêu vậy cơ. Chú ăn hết cũng được. Nhớ ủng hộ kênh Núi Xanh TV được rồi. Anh chơi được không? Có chúng người nhậu luôn thấy không? Có mồi nhậu luôn thấy không? Rồi rồi. Vậy no luôn rồi, no luôn rồi. Xe kìa chuẩn bị cúp điện rồi đó, xe không có đèn đỏ đó, rồi qua luôn. Ông già Noel đi phát chút sức nè các bạn, ông già Noel đi phát chút sức nè, đi nói sao mình đi phát chút sức nè. Đi phát xuống sách đi. Lại xi. Đi phát xuống sách nè. Đi phát xuống sách nè các bạn. Dạ, vui không? Nhỏ nhỏ. Nhỏ nhỏ. Tới đi. Nói sao TV nó làm loạn đó các bạn. Cái thử thách làm cây thông bằng 500 cây xúc xích của chúng mình đến đây cũng kết thúc rồi các bạn. Ăn cũng to đây. Bây giờ tụi mình chuẩn bị đi về. Nếu các bạn thấy video hay nhớ đăng ký kênh Núi Sam TV của mình lên 1000 subscribe các bạn. Và nhớ chia sẻ video này lên